Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Indonesia đánh chìm một số tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của Indonesia, trong đó có tàu cá của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ. Một lần nữa, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia. Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi phía Indonesia về việc này và yêu cầu phía Indonesia khi xử lý các ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của mình cần phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN và trên tinh thần đối xử nhân đạo đối với các ngư dân. Về phía Việt Nam, chúng tôi luôn lưu ý và hướng dẫn các ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định của các quốc gia, không xâm phạm vùng biển nước ngoài trái phép.